Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình làm tiếp video hướng dẫn mua hàng trên Shopee phần 2 cho những người mới bắt đầu sử dụng Shopee. Thì hôm nay mình có làm video hướng dẫn các bạn cách hủy đơn hàng như nào và cách trả hàng hoàn tiền trên ứng dụng Shopee nhé. Ở đây mình có ứng dụng Shopee. Giả dụ như các bạn đã mua một sản phẩm ở trên Shopee ấy, thì các bạn muốn hủy đơn đấy, thì đây các bạn vào mục của tôi, vào mục của tôi nhé, xong vào những cái phần chờ xác nhận này, đây, đó, chẳng hạn như đây mình vừa đặt một sản phẩm này. Và mình muốn hủy đơn hàng này, mình không muốn mua nữa, tại vì mình muốn thay đổi ý đấy, không muốn mua nữa, thì mình vào bấm vào sản phẩm này, đó, đây này, vẫn đang này, nó đang vẫn đang là gì, người bán đang chờ xác nhận, đó, thì mình sẽ vào gì, hủy đơn hàng, đó. Sẽ ra gì, chọn lý do hủy tùy vào mỗi lý do chúng ta nhé. Chẳng hạn như là chúng ta muốn thay đổi địa chỉ giao hàng này, muốn nhập thay đổi mã voucher này, muốn thay đổi sản phẩm trong đơn hàng như size hoặc màu sắc số lượng ấy, hoặc thủ tục thanh toán rắc rối, mình không vừa ý hay mình không thích thì mình chọn tìm thấy cái nào rẻ hơn thì đấy mình nêu lý do ra. Đó, mình sẽ chọn là đổi ý. Đó. Và cái đơn hàng đấy sẽ vào phần mục mình đã hủy nhé. Và chú ý với các bạn là những cái đơn hàng mà các bạn muốn hủy thì thứ nhất là các bạn đặt trong khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng thì các bạn có thể hủy được như vậy. Còn thường thường nếu mà qua 1 tiếng rồi thì các bạn sẽ không hủy được. Bởi vì theo quy định của Shopee là muốn hủy đơn hàng gần nhất thì các bạn phải hủy trong 30 phút đến 1 tiếng. Phần tiếp theo mình muốn hướng dẫn các bạn trả hàng hoàn tiền ở trên ứng dụng Shopee. Vì trả hàng, chẳng hạn như chúng ta có lý do là gì, khi mình nhận sản phẩm không đúng với miêu tả của shop, hàng nhái, hàng sai chất lượng, đó, sai số lượng này, chất lượng kém này, thì mình sẽ phải trả lại đúng không? Thì để trả hàng lại thì chúng ta phải vào phần ứng dụng của Shopee, trong phần mục của tôi chúng ta sẽ vào gì, đây này, vào cho các đơn mua này, chúng ta sẽ là gì, phần đang giao đây. Ở đây mình có một sản phẩm muốn trả lại, chẳng hạn như sản phẩm này, thì mình không được phép là bấm vào đã nhận hàng nhé. Vì nếu khi các bạn mà bấm vào phần đã nhận được hàng ấy thì là các bạn đã gửi lên hệ thống trên Shopee là các bạn đã hoàn thành đơn hàng, các bạn đã chấp nhận lấy đơn hàng này và các bạn không được phép đổi hàng nữa. Đó. Còn nếu các bạn muốn đổi hàng thì các bạn phải bấm vào sản phẩm. Đó. Các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ đến mục trả hàng hoàn tiền. Đó. Mục trả hàng hoàn tiền. Ở đây chúng ta sẽ có sản phẩm này. Rồi chúng ta sẽ có nêu lý do. Và lý do đây chúng ta có gì? Chưa nhận được hàng. Nhưng mà trên hệ thống đã báo là có nhận rồi nhé. Thiếu hàng này. Nhận hàng sai này. Hàng bị vỡ, bẻ vỡ đấy. Hàng lỗi, không hoạt động. Hàng giả, hàng nhái. Hoặc gì khác cái mô tả trên quảng cáo, trên shop lúc mình mua ấy. Hoặc thì hàng quảng cáo là hàng mới nhưng mà khi mua về là hàng đã qua sử dụng ấy, thì mình chọn đúng lý do. Đó, giả mình sẽ chọn một lý do bất kỳ nhé. À, đó. Thấy chưa? Và đây chúng ta sẽ có gì? Phần thêm hình ảnh để mà các bạn xác thực cả hàng, thì các bạn phải cần chụp lại ảnh của cái đơn hàng đấy và cái sản phẩm đấy để đúng so với đúng cái lý do của chúng ta không, để Shopee xác nhận đúng hay không đó. Đó, chúng ta sẽ ghi chú thích nếu mà
cái mà chúng ta cần diễn giải cho họ biết hơn ấy thì mình phải ghi ra đây. Đó. Và gì? Thêm nữa là gì? Hình thức vận chuyển này. Chúng ta chỉ một là đến lấy tại nhà này. Đó, là miễn phí này. Đấy, đây là đơn hàng của mình, là đơn hàng của Shopify nhá. Nên là mình được miễn phí. Bình thường những đơn hàng mà không phải có Shopify ấy thì chúng ta phải chịu. Đó. Đây. Một đơn hàng này mình sẽ chọn một là hình thức này này, sẽ lấy tận nhà này. Hai là các bạn phải gì, gửi hàng tại bưu cục cũng miễn phí luôn. Đây là hàng mình, hàng Shopify mà. Hoặc là tự sắp xếp mình sẽ gì, đây mình sẽ phải trả hàng và thanh toán cước phí vận chuyển. Shopify sẽ hoàn lại phí vận chuyển sau khi hoàn trả hàng của bạn chấp nhận. Đó. Đó. Rồi các bạn, nếu mà các bạn đã ok hết rồi thì các bạn đã hoàn thành. Chú ý cho các bạn là với những đơn hàng mà các bạn muốn trả hàng này, hoàn tiền ấy, thì trước hết các bạn mà nên liên hệ với shop, cái shop mà mình mua sản phẩm đấy, trong mục liên hệ này này mình sẽ nhắn tin cho shop đấy và hỏi lý do tại sao mình muốn hủy này. Đó, mình thỏa thuận với shop trước. Vì khi mình mà đã ấn hủy trả hàng này thì thường sẽ ảnh hưởng đến uy tín của shop ở trên hệ thống Shopee. Đó. Mà khi mình liên hệ xong rồi mà hai bên mà nói chuyện rồi mà vẫn không thể quyết được ấy, thì các bạn mới vào phần trả hàng và hoàn tiền này, để các bạn thì trả hàng qua Shopee nhé. Đó. Thường thường thì những đơn hàng mà sản phẩm mà không phải của Shopee My ấy, thì chúng ta sẽ phải chịu phí phí vận chuyển nhé, khi bạn trả hàng ấy. Còn đối với những sản phẩm mà của Shopee My này thì các bạn sẽ được miễn phí cái phí ship trả hàng đấy. Và cái thứ hai nữa là gì, khi các bạn mà đã ấn vào phần trả hàng này, trả hoàn tiền này, thì các bạn sẽ có 6 ngày để hoàn thành cái đơn đấy nhé. Là gì, các bạn sẽ phải đóng gói này, ghi cái mã đơn đấy để đơn vị vận chuyển đến nhận. Đó, mình có 6 ngày. Mà trong 6 ngày đấy mà mình mà không thể gửi đi được ấy, thì coi như Shopee sẽ hoàn tiền lại cái tiền thanh toán của chúng ta cho shop, mà chúng ta không được đổi hàng nữa nhé. Đó. Ok, xin cảm ơn các bạn nhé.